Những nội dung đáng chú ý trên các báo tiếp tục được chương trình ngày mới sáng nay chuyển đến quý vị. Theo báo Vietnamnet, Việt Nam là quốc gia có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu gạo. Tuy nhiên, giá gạo thì luôn thấp hơn gạo của Thái Lan trong nhiều năm. Đến năm 2023, ngành gạo thắng đậm chưa từng có khi kim ngạch xuất khẩu lập kỷ lục. Có nhiều thời điểm giá gạo Việt Nam thuộc mức đắt đỏ nhất thế giới, vừa gần 80 đô la Mỹ một tấn so với hàng cùng loại của Thái Lan. Tuy nhiên, giai đoạn hoàng kim ấy quá ngắn ngủi khi gần đây nhiều doanh nghiệp Việt Nam bán đại hạ giá, giá gạo Việt lao dốc về mức thấp. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu gạo Việt Nam. Bài viết Vietnamnet phản ánh các doanh nghiệp Việt Nam gây bất ngờ khi có mức giá chào thầu thấp nhất so với doanh nghiệp quốc tế khác, thấp hơn đến 94 đô la Mỹ một tấn so với gạo Thái Lan. Trước tình trạng này, Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đã có văn bản hỏa tốc gửi Hiệp hội Lương thực Việt Nam bày tỏ quan ngại và nhận định hành vi xuất khẩu gạo với giá thấp có thể vi phạm pháp luật về cạnh tranh. Báo Vietnamnet bày tỏ quan điểm tình trạng bán đại hạ giá lặp đi lặp lại về lâu dài sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của nông dân. Quan trọng hơn là khi chúng ta xuất khẩu gạo là nói đến hình ảnh gạo Việt Nam, hình ảnh nông sản Việt chứ không chỉ nói về gạo của một doanh nghiệp gạo nào đó. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có góp ý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Các nội dung trong văn bản góp ý hướng đến lợi ích cao nhất của người tham gia bảo hiểm xã hội. Bài viết trên báo Tuổi Trẻ đề cập cụ thể nhiều nội dung góp ý này. Báo Tuổi Trẻ thông tin, theo luật bảo hiểm xã hội cũ, trường hợp người lao động nghỉ hưu xong chưa đủ tuổi theo quy định thì bị trừ 2% mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất luật bảo hiểm xã hội sửa đổi không trừ phần trăm hoặc trừ tối đa 1% mỗi năm nghỉ trước tuổi với lao động nam đã đóng 35 năm bảo hiểm xã hội, còn lao động nữ là 30 năm. Hoặc là có phương án cho phép người lao động hoán đổi số năm đã đóng dư bảo hiểm xã hội khi về hưu trước tuổi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá việc giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để người tham gia hưởng lương hưu từ 20 năm xuống 15 năm là phù hợp. Việc này cụ thể hóa nghị quyết 28 của Ban chấp hành Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tạo cơ hội cho người tham gia muộn, không đóng liên tục, thời gian đóng ngắn, hạn chế rút bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, tổ chức công đoàn lo ngại là sẽ có nhiều người hưởng lương hưu rất thấp, có thể dẫn tới xu hướng nghèo hóa của một bộ phận người dân trong tương lai. Lao động đã qua đào tạo, theo lẽ thường sẽ có lợi thế cạnh tranh khi đi xin việc làm. Thế nhưng báo Thanh Niên có bài viết phản ánh thực trạng đi ngược lẽ thường này. Theo bài viết thì lao động đã qua đào tạo ngày càng khó xin việc. Nguyên nhân được chỉ ra là do tình trạng cán cân cung cầu lao động phân nhóm theo trình độ chuyên môn kỹ thuật đang bị lệch pha. Dẫn số liệu từ chuyên trang tìm việc và tuyển dụng việc làm tốt, bài viết của báo Thanh Niên cho thấy người lao động đã qua đào tạo lại có ít cơ hội việc làm hơn khi số vị trí tuyển dụng không có nhiều biến động trong nhiều tháng qua. Báo Thanh Niên dẫn lời một chủ doanh nghiệp cho biết, hiện nay thực trạng một bộ phận lớn người lao động dù đã qua đào tạo vẫn không cải thiện được nhiều và đột phá các kỹ năng cần có của thị trường. Điều này cho thấy công tác đào tạo nguồn nhân lực hiện nay chưa đáp ứng được thực tiễn. Thưa quý vị, báo VN Express phản ánh tình trạng mạo danh cơ quan chức năng gọi điện cho người dân đang nở rộ trở lại. Kịch bản được đưa ra là tự xưng người thuộc Bộ Công an, đề nghị hoàn thiện hồ sơ giấy tờ, dọa điều tra về một vụ án nghiêm trọng, giả cơ quan thuế, v.v. Sau đó thì kẻ gian đề nghị người dùng tải ứng dụng để thao tác từ xa. Báo VN Express thông tin, các kịch bản lừa đảo người dùng không có gì mới, nhưng mới ở các app mà đối tượng lừa đảo người dùng cài đặt. Những app này, sau khi người dùng cài và khởi chạy lần đầu, sau đó đã gỡ, cài đặt, xóa ứng dụng khỏi máy thì trên màn hình máy của hacker, mọi thông tin thao tác của người dùng vẫn hiển thị đầy đủ. Thông qua kết nối này, kẻ gian thu thập được hàng loạt dữ liệu của điện thoại, thậm chí có thể điều khiển thiết bị để truy cập vào ứng dụng ngân hàng. Bài viết khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân và không làm theo các yêu cầu thông qua điện thoại, đồng thời cần cảnh giác với yêu cầu cài đặt phần mềm.